Hi, I'm Betty from Richpeace. Thank you very much for your support and cooperation in 2017. I wish in the coming 2018, everybody have a very rich and peaceful New Year. Happy New Year. 亲爱的用户朋友们，值此新春佳节到来之际，富怡集团恭祝大家新春快乐，狗年大吉。Here is Richpeace International Sales Department. Our New Year wish in Chinese is 恭喜发财，新年快乐 which means Happy New Year and wish you make a lot of money in the New Year. 富怡销售团队恭祝大家新春快乐，万事如意，工作顺利，心想事成，工作顺利，心想事成，阖家安康，万事如意，财源滚滚，生意兴隆，吉祥如意，身体健康，新年快乐，恭喜发财。狗年吉祥，万事如意，新春快乐，生意兴隆，狗年万事如意，富贵吉祥，新年快乐，万事如意，身体健康，生活美满，大吉大利，新年快乐，狗年大吉。 Здравствуйте, с Новым годом. Assalamu alaikum, Hello, I'm Andrew Mihaly. Feliz Año Nuevo. Banani, Alice Guter. 新年おめでとうございます。Feliz Año Nuevo. Happy New Year. 香港富怡集团恭祝大家身体健康，新年进步。祝大家新春快乐，旺旺发财。Mohammad Israr Khan from Pakistan Richpeace Company. आप सबको Richpeace की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. My name is Gajendra. My name is Vishwan. Wish you Happy New Year to all of you.Chúc trong gia quyến được an khương, tân niên lai não đang phú quý, xuân đến an khương vạn thọ tường. Chúc mừng năm mới, xin hello. Năm mới đã tới, công ty Dept Việt Nam văn phòng Hà Nội kính chúc quý khách hàng vui vẻ hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, 2018.